hát đã đợi đủ rồi. Anh em của tôi đều ở cả bên đó. Bây giờ mới họp lại có trễ lắm không hả? Cảnh sát, đến rồi. Bây giờ tôi bắt anh. Nè. Thôi nè anh em, xong rồi hả? Đúng vậy, bác nói rồi. Mày làm cha quá mà. Chết mày rồi. Con cảnh sát đánh người kìa. Thằng khốn nạn, tao tìm mày lâu rồi. Chuyện gì? Đại ca, cảnh sát. Thầm mày, bắn vào. Chụp nè. Hay quá, mai có nghề. Mập trước đi. Wow, khổng lồ vậy lo sao nổi đây chứ. Bên này không được hên. Đứng đi. Nè, đừng nói súng nha. Bắn chết tôi cũng giỏi thôi. Tôi có rất nhiều tiền đô. Đô Mỹ. Ủa đồ. Tôi đã giao rất nhiều chỗ. Anh chị hỏi thôi cũng tốn rất là nhiều thời gian đúng không? Đừng nói nhiều, trói nó lại trước, từ từ ta tấn sau. Xong rồi. Mày không được la. Ngoan ngoãn chờ tụi tao về nha. Nè, thấy nó không? Mày đánh sao hả? Mày điên rồi.
tao đánh mày. Hôm nay tao đánh mày và con nhỏ của mày. Ra đi, ra đi. Tôi cứu cô đó, tôi yêu cô thiệt mà. Có ngon thì ra đây. Thả tôi ra. Đừng có ra. Con nhỏ của mày ở trong tay tao, hãy mau bước ra, nếu không tao sẽ bắn quẹt cho nó. Tôi không phải là con nhỏ của ảnh đâu. Đừng có bước ra nha. Cứu tôi rồi. Con ngồi từ nước vào trận tôi sang đi. Tao sẽ cho người bày hội đồng đó. Trở đi. Thật sắc quá vậy. Không phải mày biết phép sao? Sao cũng biết tôi dạy viên đi. Tới phiên anh. Biến đạn ra tôi coi đi. Hà Chí Tô, anh sao chứ? Không sao. Cô Trân ở dưới bị người ta đánh nặng lắm. Xuống dưới coi cậu đi. Thôi mày đi. Nó không nặng hơn tôi chứ. Nè, cô sao hả? Cô làm sao chứ hả? Đứng im! Coi chừng đó, là phe của mình mà. Hả, đúng vậy, phe của nhà. Ông chủ. Ông chủ. Anh Dân, đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh Hùng Dương Tinh đã dẫn cả đám người tới giết tụi em. Cũng may nhờ là có anh Tỷ đây. Lỗ lực. Anh không sao chứ? Tôi không sao. Nó đã bị trúng đạn. Hey, thứ người này đáng chết mà. Hả? Ông Hùng, chuyện gì vậy? Anh coi đi. Tất cả của con nuôi ông đó, cả anh Chí Tôn, người khác của tôi mời tới, nó cũng dám động tới nữa. Tin nè. Dương, cứu con đi. Cứu con. Tin nè. Thật ra là bớt quá đi. Con Mỹ Dường ăn nói sao đây? Ông Hùng, ông xét xử tôi đi. Tôi có mắt không có con người. Nhận lầm đồ súc sanh này. Tiếng tâm của bàn hội đã bị nó làm mất hết. Ông nói nghe dễ quá. Đánh tôi đến ông nói như vậy. Chuyện đã qua bỏ đi. Còn anh, về chuyện tối hôm nay, tôi thành thật xin lỗi. Tôi sẽ xét xử một cách anh hài lòng. Đừng nói chuyện này nữa. Lo cho nó trước đi. Đàn em của nó không phải mấy thằng vượt biên đâu, là mấy thằng tội phạm đều có căn cước.
gọi cú điện thoại lo lót với bọn tư pháp trước. Nói với ông là ngày mai tôi sẽ đi thăm ông và sẽ giải thích rõ ràng chuyện này. Tôi nói là mấy anh tự vệ, không có sao đâu. Anh Hùng à, em thấy chuyện này nó không có đơn giản đâu. Hay là như vậy, quỷ bỏ canh bạc đi. Thôi đi không có được đâu. Anh Lực, tôi có hai người bạn là chủ sòng, họ muốn tham gia hai canh bạc. Một ông là vô bạc Indonesia Tô Bá, một ông là vô bạc Thái Lan Nải Sai. Hai ông đều là bạn của anh, đối với tôi hình như là không được công bằng. Ờ, vậy thì phải làm sao anh mới cho là công bằng? Trừ phi anh cho hai ảnh chơi luôn. Hay, à, có bao nhiêu tiền không đây? Tốn nhiều tiền lắm đó. Tôi có 2 tỷ đô la Mỹ đang chuyển tới, đủ mình làm vốn rồi. Ờ, không cần, chúng tôi có tiền mà. Sao anh nói có mang vali tới? Không mang theo vali, nhưng mà có mang theo tiền đó mà. Được, tôi chấp thuận yêu cầu của anh. Mời. Lực nhất của ông Hà ở Ma Cầu, ảnh là cao thủ nhiệm bài xuất sắc nhất, có bất cứ dấu hiệu gì trên lá bài đều không thể qua khỏi cặp mắt của ảnh. Bây giờ canh bạc sắp bắt đầu rồi, các vị có thắc mắc gì không? Ông Hùng à, tôi nghĩ là canh bạc lần này bất luận là ai ăn thua, kể từ nay đừng có xâm phạm nhau nữa, có đồng ý không? Tiền cá nhau giữa anh và tôi, ai hơn ai ở Đài Loan, tôi nghĩ là sẽ không thấp hơn tỷ số giao dịch của chứng khoán chúng tôi. Chúng tôi thắng là cái chắc. Bắt đầu đi.
150 ngàn. Số tôi hôm nay may mắn nhiều. Số tôi thiệt là may mắn quá. Coi đây. Xui thiệt. Chơi bà có lúc chỉ chơi một ván thôi. Nè, anh chàng trẻ, giá nào cũng chưa thấy anh theo, có phải là làm ai làm mối không? Thì ghét. Giờ tẩy hey, tới phiên tôi tố rồi. Sơ sơ thôi, 50 ngàn. Theo hết hả? Chia bài đi. Bốn tố 200 ngàn. Lại 100 ngàn à? Nè, đừng hối tôi có được không hả? Tất cả đã theo rồi chứ gì. Tôi tố hả? Đôi hai. Hai trăm ngàn. Ông Lực là tới phiên ông kìa. Tôi thêm 1 triệu. Tố thêm 1 triệu nữa. Bạc hả? Nè, đừng hối tôi nữa nha. Cả tiền bạc đô Mỹ để người ta suy nghĩ chút chứ. Hey, anh theo đi mà. Quan trọng nhất là phải vui, chắc cho cào. Hiếm có lắm đâu hả? Người ta chờ phải chỉ có đòi hài thôi. Tôi cũng theo như thường. Chơi cho vui đi hả? Ha, vui thì chơi nha. Tôi theo. Đương nhiên là phải theo rồi. Chủ yếu nhất là vui mà. Vui mà. Không có cảnh. Không có cảnh. Không có cảnh. Không có cảnh. Lôi đầu. Lôi đầu. Không có đầu. Ai... May là không phải là hài. Nếu là hà em bỏ chạy hết. Không phải tốt. 2 triệu.
con. Theo không? Anh nói qua rồi, cơ bản phải chơi một ván. Tôi chờ ở đây chính là ván này nè ha. Ông chỉ có 7-5 triệu mà thôi. Hơi là 7. 2 triệu tốt thêm 5 triệu nữa. Theo đi. Nhóc con à, anh đừng có thấu cái trước mặt của tôi nghe. Tôi có 20 mấy năm kinh nghiệm ở trong sòng bạc, tôi bảo đảm bài của anh không phải là sảnh đâu. Bảy triệu thì cứ 7 triệu đi. Không có lý nào ba người để thấu cái mà. Một trong bất cứ ai mình cũng chết cha luôn. Tôi chỉ có một đôi hai thôi, dĩ nhiên là không theo rồi. Số đầu tôi nhận được nhất là lần này đó. Trưởng Tâm Hùng, hôm nay bất cứ giá nào tôi phải coi lá tẩy của ông. Tôi theo 5 triệu. Tôi đoán bài của ông không những không có sảnh thùng mà cả một đôi cũng không có. Một lá ách này đủ coi tẩy ông chứ? Anh thật xứng là chi tôn. Tôi quê thiệt, không phải là sảnh thùng, thậm chí một đôi cũng không có. Nhưng mà lá tẩy của tôi hơn anh một chút. Nhóc con, lại nổi cơn điên gì đây? Tôi thật không phải sảnh đâu. Nè, một đôi tám thôi. Mắc chết à, anh hùng xuất thiếu niên. Nè, Lôi Lực, anh và tôi là vua cờ bạc đó. Nhiều năm rồi mình đã không có quen quần chúng, không hiểu được tâm lý tuổi trẻ. Không ngờ tuổi trẻ lại có mạo hiểm. Trong tay chỉ có một đôi tám, nhưng cũng đâm đầu cho tới cùng. Trời ơi, thiệt là giỏi quá đi. Chúng ta nên theo lối tuổi trẻ mà học tập nha. Tôi cũng tuổi trẻ vậy. Tôi có hai đôi mà, tôi ăn mới phải chứ, tôi ăn mới là đúng. Tiền này là của tôi mà, tiền này là của tôi mà, tôi ăn mới đúng chứ. Tất cả đứng yên, anh em hốt bạc đi. Dạ. Tất cả đứng yên. Hôm nay lưỡng hổ tương trăng, thằng Châu Điên này đắc lợi, tất cả đều bị thua, chỉ có mình tôi ăn. Anh chạy không thoát đâu. Đứng yên. Chú. Chú cái gì? Dương Tiến. Dương Tiến là để em gọi thôi. Từ ngày anh ngồi lên chiếc ghế đầu rồng, tôi thấy mặt anh là chướng mắt rồi. Hôm nay anh và tụi nó chết chắc thôi. Hèn chi tối hôm qua anh đã giết con nuôi của anh. Vô độc bất trùng phù. Không phải anh chết là tôi chết. Anh chịu chết đi, Châu Điên. Dạ. Ra tay đi. Mày làm gì vậy? Chĩa súng vào ông. Anh Lực, tuồng kịch này hấp dẫn không? Đứng dậy đi. Anh Châu Điên, diễn hay quá. Lát nữa nhận tiền rồi chơi ván bóng bàn với tôi nha. Đương nhiên rồi, lần trước khi không thua anh. Đây là nghĩa lý gì đây? Dương Tiến đã có âm mưu từ lâu, muốn giết tôi để mà giá quả cho anh, và chờ cho đến khi đảng Tây Đen trả thù thì ông sẽ thừa cơ giết anh. Nào ngờ khi tìm sát thủ ở Hồng Kông thì lại tìm nhầm bạn của tôi. Chúng tôi đánh bóng bàn trên phố tàu từ nhỏ tới lớn. Cũng vừa lúc hai anh chàng này tới đây mạo danh tôi, cho nên tôi tương kế tựu kế để dụ ông lộ ra chân tướng của ông. Nó cho anh bao nhiêu tiền mà anh bán rẻ tôi?
Ông cho 2 triệu, anh cho 1,5 triệu. Tôi cho nhiều hơn nó mà. Tại sao anh lại giúp nó? Khác xa đó mà. Ông cho tôi 2 triệu biểu tôi giết người là tội ác đó mà. Còn ảnh thì khác, anh cho tôi 1,5 triệu để nhậu nhạc tắm hơi thôi. Chỉ đóng một tuần kịch thôi đó mà. Nếu là ông chồng bên nào hả? Thiệt là ngu. Dương Tiến, anh thật quá ngây thơ. Cái anh Châu Điên này, cho dù không phải là người của anh Lôi Lực, thì anh không thể giết nổi tôi đâu. Tôi đã an bài 3 tên sát thủ ở bên ngoài để phòng ngừa những chuyện bất trắc xảy ra. Họ là những người khát máu. Anh dám nhúc nhích, họ sẽ bắn anh ngay không cần phải suy nghĩ. Thật không hổ danh lão giang hồ hả? Lôi nhân chứng ra ngoài đi. Tối nay sẽ xét xử. Đi. Cảm ơn anh đã giúp tôi về tình phản đồ này nha. Tiếc rằng từ nay về buôn bán trong sòng ở bên Mỹ, tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu ha. Có cạnh tranh mới có tiến bộ. Rất quan nghênh anh chỉ dạy cho. Một đồ tám của anh đang hả? Dù. Em biết anh đang chắc mơ. Nếu như em thấy lo thì ở lại một lát đi. Tiếp đại quý tân của mình cho đàng hoàng. Nè, hợp tác vui vẻ. Hai, cảm ơn. Cầm giùm anh đi. Anh qua đây. Tôi thật là có chút gì không hiểu mấy đâu. Cái dáng cuối cùng tại sao ông Hùng lại theo tôi chứ? Lá đơn nhất của ổng, tôi có bất cứ đồ nào cũng ăn ổng mà. Thật ra thì ổng đâu có xem anh là cái gì đâu. Chủ yếu là không thua tôi thôi. Ở bên Đài Loan, số tiền cá ổng và tôi ai thắng đó hả? Rất là to lớn. Ông làm cái lớn, người theo tôi thì đông. Miễn là không thua cho tôi là hốt bạc rồi. Thì ông không coi tổng số tiền trên một bàn à, nè. Hay là anh trừ đi số tiền tôi và anh mù mà thiếu của anh đi à, thôi mà kệ đi. Cảm ơn. Ở bên Đài Loan và ở bên Nam Dương đã đặt nặng nơi anh. 1 trúng 30. Tôi mới là kẻ ăn lớn. Nếu không tôi đâu có làm mối cho anh xây tổ ấm chứ. Hai người hãy đi đi. Có rảnh đến Mỹ thăm tôi nha. Tôi nhất định tới thăm mình. Cho thời gian 1 năm đi nha. Chừng đó tôi sẽ chính thức khiêu chiến với trí tôn Lùi Lực. Tốt. Tôi chờ anh. Hai cái thằng mất dịch nó đâu phải là người đâu. Tôi coi anh ấy là anh em, anh ấy của tôi là một thằng ngốc. Lần nào cũng bị người ta đánh. Bây giờ kết nhà hốt bạc không cho tôi cũng không sao. Còn dám lừa gạt tiền sư máu của tôi nữa hả? Sao lại không chừa anh chứ? Cái này là của anh nè. Lấy xài đỡ trước đi. Tôi có chi khí, tôi có chân có tài. Sứ Hồng Kông này không chết đói đâu. Tôi không thèm tiền thuốc của anh đâu. Hình như là nổ sùng đó. Hey, anh quen anh còn chưa lâu đâu. Được rồi. 5, 4, 3, 2, 1. Tôi quyết định không lợi cho hai anh. Tôi đem tiền làm gì từ thiện, dùng để cất nhà thương, xây nhà trường.